thải ô nhiễm ra môi trường. Thưa quý vị và các bạn, Liên Hợp Quốc chọn ngày 19 tháng 11 hàng năm là ngày nhà vệ sinh thế giới. Có khá nhiều người thắc mắc chuyện cái nhà vệ sinh là tất yếu ở mỗi gia đình mà cũng có hẳn một ngày để kỷ niệm. Tuy nhiên, thực tế là không phải ai cũng được tiếp cận với nhà vệ sinh sạch. Và nhà vệ sinh đóng một vai trò rất quan trọng trong việc phòng chống dịch bệnh và bảo vệ sức khỏe, cải thiện chất lượng cuộc sống. Và để có cái nhìn đầy đủ hơn về việc xây dựng và sử dụng một nhà tiêu hợp vệ sinh, thì chúng tôi xin mời tới trường quay khách mời ông Phạm Thanh Hải, chuyên gia vệ sinh nông thôn của Quản lý Môi trường Bộ Y tế. Rất là cảm ơn ông ạ. Dạ, xin cảm ơn chị Thu Lan. Xin cảm ơn các quý vị khán giả. Thưa ông, việc ảnh hưởng của việc phóng uế bừa bãi không sử dụng nhà tiêu vệ sinh, nó ảnh hưởng tới sức khỏe của cộng đồng như thế nào? Thực ra trước tiên chúng ta phải xác định cái khái niệm về phóng uế bừa bãi. Phóng uế bừa bãi tức là cái việc mà thải phân người trực tiếp ra môi trường và phân tiếp xúc trực tiếp với môi trường. Và ngoài ra thì những cái hiện tượng ví dụ như cầu tiêu ao cá, ví dụ như là phóng uế ở nơi công cộng hoặc là sử dụng phân tươi trong cái sản xuất nông nghiệp cho trồng trọt, cho chăn nuôi thì đều được gọi là phóng uế bừa bãi. Và như chúng ta đã biết rồi thì phóng uế bừa bãi nó gây ra rất là nhiều, nó mang ra rất là nhiều các cái mầm bệnh gây nguy hiểm cho con người. Theo cái thống kê trung bình của các chuyên gia thì trong 1 gram phân người đã có tới 100 cái trứng run sán, hàng ngàn cái nang ký sinh và hàng triệu các vi khuẩn, virus gây bệnh tật. Và những cái bệnh mà nó liên quan tới phân người chủ yếu nó tập trung vào những cái bệnh như là tả, tiêu chảy, liên quan tới viêm phổi cấp tính, liên quan tới thương hàn, liên quan tới tay chân miệng. Và hiện nay thì có thể nói rằng là các cái bệnh tật nó đã gây ra cho cái cuộc sống của người dân rất là nhiều những cái khó khăn và ảnh hưởng. Cụ thể thì có thể nói rằng là cái tỷ lệ tiêu chảy ở những cái vùng mà liên quan tới những vùng vệ sinh kém thì cái tỷ lệ nó khá là cao, đặc biệt là những cái vùng ví dụ như là miền núi phía Bắc hoặc là những vùng Tây Nguyên, vùng đồng bằng sông Cửu Long thì tỷ lệ tiêu chảy từ 10 cho tới 20% hoặc là cao hơn nữa. Cái phóng uế bừa bãi hay nói cái khác là những cái bệnh liên quan tới phân người nó cũng ảnh hưởng rất là lớn tới cái suy dinh dưỡng, thể thấp còi ở trẻ em. Thì năm 2008 thì Ngân hàng Thế giới có một cái nghiên cứu khá là chi tiết ở 6 nước, trong đó có Việt Nam, thì người ta phát hiện ra rằng là cái thiệt hại về kinh tế do vệ sinh kém gây nên ở Việt Nam là khoảng 780 triệu đô la trong một năm. Đấy. Như vậy là nếu mình chia trung bình ra là 365 ngày thì mỗi ngày ở Việt Nam mất đi 2 triệu đô la, tức là tương đương với khoảng từ 40 cho đến 45 tỷ trên một ngày vì lý do là liên quan tới vệ sinh kém. Thế như vậy là vệ sinh kém rồi phóng uế bừa bãi nó không chỉ gây ra những cái vấn đề liên quan tới sức khỏe, liên quan tới bệnh tật mà nó còn liên quan tới những vấn đề về xã hội, liên quan tới vấn đề về kinh tế. Và đây là một cái câu chuyện mà chuẩn bị cho cái ngày nhà tiêu thế giới, chúng tôi nghĩ rằng là một cái điều mà chúng ta cần phải rất là đáng suy nghĩ. Hầu như nhà ai cũng có nhà tiêu đúng không ạ? Nhưng mà chúng ta ở đây chúng ta tập trung và nói về vấn đề là nhà tiêu hợp vệ sinh ạ. Và thường thường là trong các nghiên cứu của từ Ngân hàng Thế giới hay của Bộ Y tế thì tôi hầu như là thấy đề cập vấn đề liên quan đến nhà tiêu hợp vệ sinh ở những vùng nông thôn là chính, còn ở thành thị thì đa phần, tức là vẫn có nhưng mà cái số liệu nó rất là ít đúng không ạ? Nông thôn và đặc biệt là miền núi thì cái việc mà chúng ta truyền thông cũng như là hỗ trợ rất là nhiều cho họ để cho họ nhận thức, nâng cao được cái việc là họ cần phải xây dựng cái nhà tiêu hợp vệ sinh. Nhưng mà cái tỷ lệ nó vẫn còn chưa được thực sự cao. Đúng không ạ? Nhà nước Việt Nam, chính phủ Việt Nam đã có tới 3 cái chương trình mục tiêu quốc gia về nước sạch và vệ sinh nông thôn từ năm 2000 cho tới năm 2015. Và hiện nay thì đã cũng có những cái chương trình, những cái dự án để đưa vào cái chương trình mục tiêu quốc gia của xây dựng nông thôn mới. Thì có thể nói rằng là cái tỷ lệ nhà tiêu hợp vệ sinh ở vùng nông thôn hiện nay sau rất nhiều nỗ lực của chính phủ và các cấp các ngành thì đã tăng lên 74% vào cuối năm 2018. Đấy là có tăng lên. Và có tăng lên, tức là kết thúc của cái 25 mới là 65%, nhưng hiện nay đã tăng lên được 74%. Chúng tôi cho rằng đấy là cái nỗ lực rất là lớn. Thế như vậy chúng ta thấy rằng là đương nhiên thì nó sẽ còn tới 26% nữa. Là người dân chưa được tiếp cận với cái nhà tiêu hợp vệ sinh. Và con số nó có thể lên tới hơn 20 triệu người. Và đấy là con số mà chúng tôi nghĩ rằng là nó cũng rất là lớn so với lại cái đất nước của chúng ta. Và bên cạnh đó thì trong 20 triệu đó thì theo cái điều tra khảo sát của bên Cục Quản lý Môi trường Y tế của Bộ Y tế thì có tới khoảng 6 triệu người hiện nay vẫn nằm trong cái diện phóng uế bừa bãi. Theo tính toán trung bình thì cứ một ngày thì khoảng 1.500 đến 1.800 tấn
phân người trực tiếp xả ra môi trường và gây nên cái ảnh hưởng đến hệ sinh thái và ảnh hưởng đến hệ sinh thái và gây nên hiệu quả rất là lớn cho môi trường, cho kinh tế, cho xã hội như là phân tích của phần trên. Vâng. Bên cạnh đấy thì những cái vùng sâu, vùng xa, vùng cao đấy ạ, thì có lẽ là cũng là một cái trở ngại cho việc vận động người dân xây dựng sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh hiện nay, đúng không ạ? Dạ. Thực ra thì không phải chỉ vùng sâu vùng xa đâu, mà vận động về xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh là một cái quá trình rất là nỗ lực và rất là khó khăn đấy. Thì nó xuất phát từ hai phía. Cái phía thứ nhất là đối với người dân thì thực ra là qua rất là nhiều khảo sát và cái quan niệm của người dân thì hiện nay rất là nhiều trong nhận thức người ta cũng chưa có cái sự ưu tiên cho cái lĩnh vực vệ sinh. Bên cạnh đó thì một cái điểm nữa là hiện nay trong cái tư tưởng của người dân ấy, hoặc là trong cái suy nghĩ người dân là nhà tiêu hợp vệ sinh là nhà tiêu tự hỏa và giá của nó rất là cao. Người ta cứ nghĩ rằng phải mất 10 triệu, 15 triệu mới có thể làm một cái nhà tiêu đó. Nhưng mà thực ra thì hiện nay đã có rất là nhiều các giải pháp. Hay nói cách khác là nếu người dân đã có nhu cầu thì hiện nay trên thị trường là có rất là nhiều giải pháp do các cái tổ chức, ví dụ như là UNICEF, ví dụ như là Ngân hàng Thế giới, rồi Cục Quản lý Môi trường Y tế, thế rồi các cái tổ chức khác nữa, người ta đã đưa ra rất là nhiều các giải pháp về nhà tiêu mà chi phí thấp. Thì cái việc lựa chọn nhà tiêu nó phải phù hợp với lại kinh tế của người dân, phù hợp với cái điều kiện địa hình, vùng miền và phù hợp với cái văn hóa khi người ta sử dụng. Ở miền núi Việt Nam, cứ 3 trẻ có 1 trẻ bị thấp còi. Trẻ em ở các thôn xóm không có nhà tiêu hợp vệ sinh thấp hơn 3,7cm so với trẻ ở cộng đồng, 100% hộ gia đình có nhà tiêu hợp vệ sinh. Cảnh quan môi trường sống của địa phương bị ảnh hưởng trầm trọng. Trong thời gian qua, việc huy động nguồn lực thúc đẩy cải thiện điều kiện vệ sinh còn gặp nhiều khó khăn, đặc biệt ở những tỉnh miền núi như Tây Nguyên. Nhưng với quyết tâm chỉ đạo và thực hiện của chính quyền địa phương, nỗ lực của ngành y tế, nhiều tỉnh như Hòa Bình, Hà Giang, Yên Bái, Điện Biên, v.v. đã triển khai các hoạt động cải thiện vệ sinh nông thôn và đạt được những kết quả đáng khích lệ. Chúng tôi đã sử dụng bộ công cụ sản phẩm truyền thông mới, phương pháp tiếp cận mới, song song với việc phát triển thị trường vệ sinh. Kết quả triển khai thực hiện bước đầu năm 2015, tỷ lệ tăng bình quân chung cũng đã đạt được trên 7%, thay vì trước đây thì cái chương trình giai đoạn trước chúng tôi thực hiện tăng từ 3 đến 4%. Chúng tôi xác định đây là một thực hiện tốt cái nội dung này chính là thực hiện một trong những giải pháp rất quan trọng để thực hiện thắng lợi cái mục tiêu phát triển kinh tế xã hội chung của địa phương. Chính vì cái nhận thức đó thì chúng tôi đã xây dựng cái kế hoạch rất là cụ thể chi tiết để phấn đấu trong từng giai đoạn. Và Ủy ban tỉnh đã thể chế các cái kế hoạch và bố trí cái nguồn lực để triển khai thực hiện đảm bảo đạt các cái mục tiêu đề ra. Chúng ta có đạt được các mục tiêu của thiên niên kỷ về mặt các cái chỉ tiêu về y tế. Đây cũng là nhờ chúng ta đầu tư cho y tế dự phòng. Trách nhiệm chính là trách nhiệm của chính quyền địa phương. Anh phải đầu tư, anh phải tuyên truyền, anh phải vận động, anh phải kiểm tra, anh phải giám sát. Xem những cái vùng nào mà dân chưa có nhà vệ sinh thì khuyến khích, hỗ trợ, tạo điều kiện cho người ta xây nhà vệ sinh. Và đồng thời nó là cái cơ sở để chính phủ chúng ta cam kết với các tổ chức quốc tế. Nó là cơ sở để chính phủ chúng ta vận động các tổ chức quốc tế, các cá nhân trong ngoài nước để hỗ trợ xây dựng cái này cho nó hợp lý. Hãy đầu tư cho vệ sinh. Đầu tư cho vệ sinh là đầu tư cho sức khỏe của dân tộc và cho thế hệ tương lai của Việt Nam. Là đầu tư cho môi trường sống bền vững. Là đầu tư cho sự phát triển kinh tế, xã hội của mỗi tỉnh và đất nước. Đầu tư cho vệ sinh là nhiệm vụ cấp thiết của Việt Nam. Chúng ta vừa đến một cái phóng sự về dự án cải thiện nhà vệ sinh cho một số địa phương. Vâng, thưa ông, làm chuyên gia về vệ sinh nông thôn, đã tham gia các chương trình, các dự án như của World Bank này, hay các dự án phi chính phủ, và hiện nay là đang là chuyên gia cho vệ sinh nông thôn cho Cục Quản lý Môi trường Bộ Y tế. Vâng, với kinh nghiệm tư vấn và triển khai dự án thì theo ông, Việt Nam cần phải có những cái hoạt động và những cái giải pháp thiết thực gì để tăng tỷ lệ người dân tiếp cận được với những nhà tiêu hợp vệ sinh? Thực ra là chúng ta nên có cái giải pháp nó tổng thể. Thì giải pháp tổng thể, cái giải pháp đầu tiên có thể nói rằng là liên quan tới cái việc mà truyền thông thay đổi hành vi của người dân. Mà chúng tôi cho rằng đây là một trong những cái giải pháp rất là căn cơ và rất là quan trọng. Cái điều này thì đòi hỏi các cấp các ngành cũng như là các cái tổ chức chính trị xã hội và các cái tổ chức quốc tế thì sẽ tham gia vào cái quá trình này, hỗ trợ cho người dân trong công tác truyền thông thay đổi hành vi. Cái thứ hai là để được nâng được cái tỷ lệ người dân có thể là xây dựng sử dụng cái nhà tiêu hợp vệ sinh thì cái phát triển cái thị trường vệ sinh cũng là một cái yếu tố rất là quan trọng.
phát triển thị trường vệ sinh đây thì chúng ta đã làm được rất là nhiều việc rồi, mà nhà nước cũng làm rất nhiều việc, đó là chúng ta đưa ra được các cái mô hình nhà tiêu hợp vệ sinh, nhưng mà lại chi phí nó rất là thấp và phù hợp cho các cái vùng miền. Chúng ta cần phải phát triển cái thị trường vệ sinh nhiều hơn nữa. Và điều này thì nó đòi hỏi cái sự đóng góp của các cấp, các ngành, đồng thời là phát triển cái khu vực tư nhân. Và trong đó các doanh nghiệp tham gia nhiều hơn vào cái lĩnh vực vệ sinh thì chúng ta mới có thể cung cấp được những cái sản phẩm đồng bộ và nó sẽ tốt cho cái người dân. Ngoài ra thì một cái yếu tố rất là quan trọng đó là các cái thể chế chính sách có liên quan. Khi mà chúng tôi đi khảo sát trong cái đợt khảo sát vừa rồi thì khá là nhiều các cái thôn bản ở những cái vùng ví dụ như Lai Châu, ví dụ như là Tuyên Quang, ví dụ như Thái Nguyên, hiện nay thì cộng đồng đó được chấm dứt cái phòng ế bừa bãi mà mình hay gọi là ODF đấy, thì tất cả những cái nội dung có liên quan tới vệ sinh được người ta đưa vào hương ước, được người ta đưa vào quy ước của thôn bản, và điều đó nó gần như là một cái thể chế, gần như là một cái chuẩn mực xã hội để cho mọi người cùng tham gia và cùng thực hiện. Thì đấy có thể là những cái yêu cầu liên quan tới thể chế, nhưng mà thể chế nó cao hơn nữa, đó là cái sự quan tâm của các cấp, các ngành, của chính quyền. Như vậy chính là cái sự tham gia của lãnh đạo địa phương, vai trò của lãnh đạo địa phương vô cùng quan trọng trong đúng không? Rất là quan trọng chị ạ. Đấy. Ví dụ như là một cái tấm gương trên thế giới là ông Modi chẳng hạn, là thủ tướng Ấn Độ. Năm 2014 ấy, thì ông đã phát động một cái phong trào làm sạch Ấn Độ. Và trong 60 tháng nhé, chị phải hình dung là Ấn Độ là một nước mà tỷ lệ đi tiêu nhiều nhất trên thế giới, tới 680 triệu người. Nhưng trong 60 tháng thì đã xây dựng được 110 triệu cái nhà tiêu và giúp cho 600 triệu người là thoát khỏi cái tình trạng phòng ế bừa bãi. Và ở nước ta cũng vậy, cái sự quan tâm chính trị về mặt chính trị của các cấp các ngành là một cái yếu tố cực kỳ là quan trọng. Và điều này cũng đã có thể hiện rất là nhiều từ Bác Hồ năm 1958 chẳng hạn, ngày 2 tháng 7 ấy, thì Bác có viết là mọi người dù là già, trẻ, gái, trai, đã là người yêu nước thì phải quan tâm tới vấn đề vệ sinh và giữ gìn sức khỏe. Thế hiện nay thì nhà nước mình đang có rất là nhiều các cái chương trình có liên quan, và đặc biệt thì có cái kế hoạch hành động vì mục tiêu phát triển bền vững. Và lần đầu tiên nhé, trong cái mục tiêu số 6, 6.2 ấy, là cái chữ gọi là chấm dứt phòng ế bừa bãi được đưa vào trong một cái văn bản. Rất là quan trọng là như vậy. Và chúng tôi hy vọng là hiện nay rất là nhiều các cái tỉnh đang lập cái kế hoạch về xóa bỏ hay là không phòng ế bừa bãi cho các cái tỉnh mình. Ngoài ra một số tỉnh họ còn đưa vào trong cái bên cạnh cái việc là phát triển nông thôn mới thì là đương nhiên rồi đúng không vâng ạ? Thì họ còn đưa vào cái việc là phát triển kinh tế xã hội trong các giai đoạn đúng không ạ? Vâng ạ. Vâng. Rất là cảm ơn sự chia sẻ hôm nay của ông Phạm Thanh Hải ạ. Vâng, cảm ơn chị ạ. Thưa quý vị và các bạn, tháng 4 năm 2014 thì chính phủ Việt Nam đã cam kết với Liên Hợp Quốc tại hội nghị cấp cao lần thứ 3 về vệ sinh môi trường và nước cho mọi người được tổ chức tại Washington, DC, Hoa Kỳ. Đó là đến năm 2025 thì Việt Nam sẽ chấm dứt tình trạng phòng ế bừa bãi, và đến năm 2030 thì hầu hết các hộ gia đình đều có nhà tiêu hợp vệ sinh. Và để thực hiện mục tiêu này thì cần sự cam kết mạnh mẽ và sự quyết tâm của các cấp chính quyền. Sự ủng hộ của người dân chính là điều kiện tiên quyết để nâng cao điều kiện tiếp cận nhà vệ sinh cho người dân. Vâng, cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình. Xin kính chào và hẹn gặp lại.